chiếc xe nó 113 ngàn đó. Đã không? Mà chạy giống xe xịt cao giống như mình Ừ. Mazda hả? Mazda R8 nè. Nè. Mà xin được không phải mất thương nè. Mazda cơ nè, nè. Mazda R8 đâu? Không thấy. không có Mazda cơ mà. Mazda xe mười tầng ở xe mua mười tầng Không có lẽ. mấy chiếc này có được coi trên này muốn xe mua giải xe mười tầng ở xe này Ngôi trần á, bấm ngôi trần coi nha. vâng. Mua tầng nữa, cái mình lấy mua tầng mà sáng nó không đẹp. Mua tầng nào mới đẹp, nó không có. Nó thì nó mất tầng mà tăng này không đẹp. Có cái hộp xem sao in the box. Cái nào xem sao thì nói cái chữ đó thôi. Cái này nói. Cái này nhưng mà chữ gì? Ask. Hold. Hold. Kia là chữ gì? Girl. Rồi dưới. Nhưng mà trâu. Nè cái gì? Sáng tới cứ làm. Ok làm đi. Rồi. Xin. Ngồi lên. Dạ. Tao không có biết dạy. Không. Rồi. Xin. Mời. Mời. Tiki 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 tiki
Chạy đâu vậy? Sao nó thấy mặt? Nó đâu rồi? Trong nội quy định 2 1 2 3 Rồi, okay. Ông nội quy định chứ mình đấu bài tại cái mình hết xăng rồi. Ok. Rồi bây giờ bài không? Bài ngủ đó. Bài ngủ. Còn hai cái ngủ đi cho win cho mình hết xăng rồi. Okay. Giờ mình đấu xe. Ok. Rồi, Mop up!
một hai nó chạy lúc chạy mới mới một hai chạy rồi lúc chụp ba ba nó lúc chụp một hai bắt come on tôi nào mà một, hai. Một, hai, ba. Rồi hư rồi, máy bay hư rồi, nó chơi dữ quá hư rồi. Mất bài của Kevin hư quá. Xếp lại y vào cái dấu cũ của người ta. Thật đất rồi. Tôi đâu biết. Ô, đâu biết thì người ta xếp cũ, mình coi cái đường cũ của người ta đó, mình xếp lại thôi. Bởi vì bên người ta mới nói rồi, nó ra thì bên chân rồi đây. Bên chân là mình muốn xếp gì là mình xếp lại. Giống lại cho người ta. Bên ba này chưa bên chân. Một. Hai. Ba. Ba. Ok, nào đi. Đi luôn. Không. Ông kêu con xe ngoài này. Ok. Đạp. The boy. Yeah. Is walk. Hmm? Walk. Ai nói sao walk? Thì mình có nhìn chữ không? Không. Cái sao chữ này là gì? Này là gì? Bỏ thờ vô. Tall. Đọc lại cho. The boy is tall. Là gì? Bố. Hả? Bố. Hả? The bố. Đọc lại. The boy is tall. Dưới. Ngồi dậy. His horse is small. What? Can I try it? Cái mặt này là gì? Question. À. Can I try it? Khi mà mình thấy cái question mark này là sao? Oh. Can I try it? Question. No, thì mình không cần đọc. Nhưng mà khi nhìn thấy nó là thì mình biết gì? Tiếng gì cơ? Tiếng Anh. Tiếng Anh. What do you mean when you see it? Question. No, when you see a question mark, what do you do? Is that a question or an answer? Stand up. A question. A question? Okay. Horse. Hả? Horse. Tiếp. Đọc hết câu. Oh, okay. Horse. Look. Hả? Đọc lại. Horse. Sao của này là gì? Look. Egg. Egg. Này. Look. Like. Like. The horse. Like. Horse. Like. Straw. Huh? Straw. Straw. Horse like straw. Can you play the... Can you play the what? I don't know. Fluted? Fluted. Flute. Flute. Fluted question. Flute. Flute. Question. Khỏi cần đọc cái này. Where is my first question? Where is my yay? First.
am so cool. She blow. Gì? Blow. Blow. Có âm gì? Có sao gì? Cái này là sao gì? Đâu? Sao của này là gì? Elwa. Elwa gì nữa? Elwa. Là gì nữa? Là. Đây cái này nè. Ngồi vậy. Đi qua đi cho qua những năm ngồi ha, qua những năm ngồi học. Không ngồi vậy. Bác Hai ngồi bên Việt Nam á. Sao cái này là gì? Elwa. Hả? Elwa. Elwa. Má đi làm gì rồi hả? Trên đường về. Bye bye.
Ok, rồi nằm qua bên, biến đi bên. Bắt chân. Ready. Go. Ready. Step. Go. You do it. Không? Đi.
Vậy mà kiếm nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi. Target. Một cái mua mấy cái này on on gì grass, cái mua mấy đứa on grass. Uống dùng cái này đi con sữa. Uống dùng đi nè, nè đi nội đi, mừng uống đi ông nội quay phim đó, mừng uống đi. Giỏi quá. Mắm nó mở phim cho mình coi kêu mình uống được. Ok. Mở phim đi. Mở phim gì? Mở phim Kevin đó. Kevin mới hay cũ? Cũ mới gì cũng được. Cũ mới gì cũng được ha. Ok. Ừ. Uống xong rồi gấp không? Rồi, uống xong rồi. Uống xong rồi. Giờ có nghĩ đâu. Uống xong rồi. Khui lên rồi. Anh nói với cái mình khui. Trả lại. Anh nói thua chứ cái mình đâu có thua hả? Cái mình thua. Cái mình thua luôn. Anh nói nguyên cái mình thua. Ồ, vậy sao? Ông nội win mà khi mình thua. Tăng 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 hai người win. Chị cha, cái này mới khó nè. Cái nào khó đâu. Dạ, yeah, mình đang đi xem mình bay qua đã được. Bay coi. Yeah. Rồi. Chân chân. Chà, nhìn nè. Chưa qua còn chút. Mở qua được. Rồi chút xíu rồi mới qua cầu được. Mở qua được. Rồi, chạy lại. Ừ. Giỏi chị về Việt Nam á, đi cho đồ Việt Nam. Phải đang chơi mà. Yeah, giờ mình win rồi. À, âm lại thua. Thua. Nhìn này. Tinh, 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 can win. Giờ nó quá lần phá rồi. Giờ nó phải chạy nó một phô lại. Ok. Nè. Trở lại. Yeah, nó win luôn. Tăng, 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 tăng. Cho mình yêu nó qua. Nó một phá. Nó một phá, giờ khó lắm. Nè. Nè, nè, nè. Thế cười quá. Cái nào nó cũng khó chứ mà nó win. Nè. Trước đằng đẳng sao vô được. Ừ. Thấy cái này không? Thấy rồi. Thấy không? Nè, nãy cái a little bit thôi. Ừ. Mình xem mình chờ chút xíu qua đó. Ừ. Xong mà đón cái này vô. Ban chà. Ban chà. Kinh. Lên gặp. Cái này, cái này mới easy nè. Cái nào easy? Ừ. Nè, thấy không? Nè, easy đó. Ừ. Nè, thấy không? Ừ. Thì nó lắp vào đây gì? Xe của mình đâu? Này, xe ông nội, xe cái bình. Ừ. Nhớ nè. Ừ. Hắt lại. Xong rồi mình bấm nút. Tiếng.
Nè, cho em nổ chiếc xe này, đừng cho con monster nó hít. Cái này là hay lắm. Mình bỏ xe vô này, helicopter. Hai em cookie cũng khi bên đây lắm. Mình lên. Như nè. Hai chiếc xe đây nè, như nè. Như nè. Kevin làm gì đó? Sửa xe. Làm gì? Sửa xe. Không biết, không biết sửa xe nữa hả? Học hồi nào học sửa xe hồi nào? Sửa xong rồi hả? Xong rồi em cắt đi, em cắt đồ phụ tùng đi, sửa xe đi. Ba, để con chạy hữu coi. Được rồi. Con chạy hữu. Hữu, con bỏ đồ rớt. Sửa xe rồi lấy đồ ra mất hả? Dẹp rồi đi xong đi rồi hả chạy. Nhắm gì? Nhắm mắt lại. Ok. Nhắm mắt thì mặt của mình nó mở. Nhắm mắt. 4 5 6 7 8 9 10 Thôi vô. Nói nhắm. Nhắm gì? Nhắm mắt lại. Nhắm. Nhắm rồi. Nhắm mắt. Nhắm mắt không nổi. Nhắm mắt sao thấy đường quay? Nhắm mắt sao mày? Sao mày? Ok, nhắm mắt thì mặt của mình nó mở. Nhắm mắt. Nhắm mắt. Anh chị công chuyện công ty đã đủ đau đầu rồi. Em sẽ không để anh bận tâm thêm đâu. Em sẽ làm theo ý của mình. Nhưng hôm đó, từ áo cưới và chụp hình cưới, anh phải dành thời gian ra ngoài đúng không? Anh biết không? Này làm rồi, có bà là con bé chơi vui lắm. Dạ không, Kiều nó ngủ cũng không chịu. Em đã nói là không sao mà đi dạ được đấy đó. Là con biết thì chuyện của cuộc tranh thôi. Em đừng có lo lắng. Thử hỏi là sẽ tốt. Khoen đâu rồi? Khoen. Được rồi. Đây. Má em hát Kiều cũng phải bình đâu ở trên xe nãy con đâu em đúng không? Khi mình nói, bà nói bà đem mà. Chồng cô lấy người cô
sao lại làm ở công ty của anh chứ? Dạ, anh có mối quan hệ nghe nói là vậy. Thế bữa nay có đi học không? Không, nay chủ nhật. Bữa nay sao mà không đi học? Chủ nhật. Đẹp trai quá rồi, làm leader ở trong lớp cũng hay quá chứ. Tổ trưởng luôn à, làm leader. Nó làm leader á nha, con tao làm leader á. Tình đó mà. Mẹ làm sao con làm gì đó. Mẹ thì leader hãng, con thì leader của lớp. Học giỏi lắm mà. Học giỏi lắm. Ngôi sao ghim nhóc hết trơn, đâu đứa nào ghim lợi đâu. Nó lẹ đó, cặp mắt nó lẹ lắm. Vô lớp là coi chừng chứ mấy đứa à, nó như nó Việt Nam nó có đi học thêm á. Chiều nó đi học trường về cái chở nó đi học thêm. Thì nó học ở trong lớp nó học khá, còn như mấy đứa Mỹ nó đâu có học thêm học gì đâu. Học về cái gì hỏi cái gì cũng đọc cũng biết cũng viết cũng được hết trơn hả? Có chị Miên hướng dẫn cho nó mà. Chị Miên không có gì Miên. Không có chị Miên cũng vậy thôi. Miên mà sợ gì. Mi đi làm về nửa đêm này kệ, ở nhà có chị nó dạy. Con ăn gì chưa? Rồi. Ăn rồi. Cái áo nãy phải của áo của Phi Bình. Áo này chật rồi, mà áo chật đâu có lớn đâu, vậy nó Mi mua áo rộng lên đi. Áo đẹp mà, cái nó đẹp mà. Cũng đẹp mà nó chật không? Không chật đâu, nó không mờ bận vậy nó ấm con. Tuần trước nó nóng hả, tuần này hơi lạnh. Nó cười cái ông nội tắt máy coi. Ông nội đâu có nhậu thịt bò được. Vì nào thì mình biết nè, biết. Ai có bột theo kẻ bột xin chân kìa. À, alo. Ui, ui, yêu anh. Mình tắm đêm vậy, khi mình đi mất xe vậy vậy. Khi mình đi mất xe vậy vậy, khi mình tắm đêm mất. Sao anh biết? Chúc bài. Bài. Đem bài bắt về chưa? Chưa. Đâu có chưa. Ôi, bước ơi. Giơ hai tay lên. Trước hết là tôi xin bày tỏ tình yêu của mình đối với tất cả các bạn, các bạn hãy nhanh chóng tìm cái gì ở dưới chân của mình kìa, để có thể bảo động được. Dán. Nhảy lên. Dán á. Đây anh bắt dán cho. Em bắt con dán này á. Cho cô bà. Quen rồi. Mua cho mình lắm rồi. Đầu. Cười được. Ê, đứng lên, đứng lên. Đứng lên cho. Giữ cái cổ cái tay đứng lên. Chị mẹ. Nó không đứng cho tao buông được. Buông lấy em đâu. Nha. Skip me please man. Bye mẹ anh. Cô bay không? Tôi mở có nữa hả? Có nữa nè. Trời ơi. Nè.
Quan trọng luôn có bay bị ông nội quay phim nè. Trời ơi, ăn cơm rồi nào. Cho người ta biết. Nè, nó nè, ông phía sau đây nè. Cho mình ăn cơm, thì mình lấy về cho biết ra. Đây nè, đây cho coi nè. Đâu giấu rồi nè. Đó, đây nè. Đó, thấy không? Không 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 không. Có cái anh Văn nói nè. Hồi phút đó vô cũng thấy trong cái chuông ba anh tưởng thằng Văn không cho nó. Thôi, ăn cắp, ăn cắp. Xấu quá. Mà muốn quá ăn xin chị Nguyên cho không? Thôi. Nó thấy nó cái nó lượm nó giấu đi vô. Giấu một năm luôn mà đi sụp lùi sụp lùi đó. Thấy cái u chụp cô ba cái hốp. Ê chị chị Vy. Ủa. Ok, mình mất rồi. Có đâu rồi? Mất đâu? Đâu rồi, xuống rồi. Có đâu? Có đâu rồi? Có đâu? Có trốn đâu rồi? Chạy ra ngoài đi ông nội một ngày con coi. Nhà mình ông nội cho nhớ đến nhà rồi xong. Có nghe là xong rồi đi vô. Xuống khi mình nói
bên trái bên này bên này bên trái bên này Hey,